Rồi, ok, chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho những bạn mới cách chúng ta thay đổi cái mật khẩu trên ứng dụng mobile banking của chúng ta, tức là ứng dụng để chúng ta quản lý tài chính của chúng ta. Ví dụ bị lộ mật khẩu thì chúng ta có thể thay đổi, hoặc con cái chúng ta nó biết mật khẩu chúng ta, nó có thể sử dụng số tiền này nó nạp vào cái ứng dụng game. Rồi, thì để thay đổi chúng ta mở ứng dụng lên. Thì đầu tiên khi mở lên thì chúng ta chọn phần đăng nhập ở góc phải trên màn hình, ta kích vào đây. Thì ở đây mình đã cài mật khẩu bằng vân tay, thì mình sẽ chỉ tay vào để mình đăng nhập. Rồi, như vậy là mình đã đăng nhập thành công, thì nó sẽ hiện cái logo của mình ở đây. Và bước tiếp theo thì để thay đổi mật khẩu mới, cái mật khẩu cũ bị lộ, hoặc là chúng ta không muốn cái mật khẩu đó nữa, ta kích vào. Và đây chính là cái thông tin tài khoản của mình. Và nếu của bạn muốn đổi mật khẩu mới, chúng ta chọn phần đổi mật khẩu, kích vào. Bây giờ mình sẽ tạo mật khẩu mới. Ở đây mình sẽ chọn là Hồ Khánh, ví dụ chẳng hạn như vậy. Hồ Khánh 123. Rồi, đây ví dụ như vậy. Ví dụ ở đây là mình sẽ hiện lên đây, ví dụ là mình đặt mật khẩu mới là Hồ Khánh 123, thì chúng ta sẽ copy cái dòng này, copy, và chúng ta dán bên dưới, nó sẽ hai cái mật khẩu nó phải giống nhau. Rồi, đây mình chỉ làm demo đây, thì hai mật khẩu nó phải giống nhau. Rồi chúng ta chọn tiếp tục, thì lúc đó mật khẩu của ta là đây. Ở đây mình chỉ làm demo thôi, tại vì mật khẩu mình vừa thay đổi xong rồi, mình sẽ không thay đổi nữa. Và bước 2, nếu bạn quên mật khẩu thì bạn sẽ kéo xuống cho mình, kéo xuống và chọn đến cái phần đây, ta kéo xuống chọn phần cài đặt sốt OTP, ta kích vào đây. Đây, ở đây có hai mục để ta lựa chọn: một đổi mật khẩu, tức là mã pin là mật khẩu của chúng ta, và thứ hai là quên mã pin, tức là quên mật khẩu đó. Thì ta kích và chọn phần quên pin, tức là quên mật khẩu. Thì ở đây nó yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu, thì chúng ta nhập mật khẩu linh tinh, rồi chọn tiếp tục, thì nó sẽ gửi OTP đến cái số điện thoại chúng ta, và chúng ta sẽ đặt lại mật khẩu ra. Rồi, đó là hai cách mình chia sẻ cho những bạn mới cách thay đổi cái mật khẩu trên ứng dụng mobile banking của chúng ta. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.